Trân trọng kính chào quý vị. Tôi nhận một số công hàng, tôi xin được khui một số cái thùng này. Thùng này cũng hết hai hôm rồi. Bận quá. Bạn sẽ dục nó. D10 sẽ tháo mất nắp rồi. Một cái riêng đây ha. Hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái, năm V10 có một cái có vỏ. Cái tình trạng máy như thế nào? Cái này đã mất cái nắp rồi này. Nhiều khi lắc lắc ngang mà không nghe, mà lắc dọc mới nghe. Cái nào lắc là tôi sẽ trả lại cho shop. Bạn này 5 cái này. Cái thùng này này, cái này nó khi bưu cục họ giao đến cho tôi thì nó hơi tả tơi như này nè. Để tôi khui luôn nhé, để xem có thừa thiếu gì trong đây không. Tại mình đóng hàng cũng không kỹ nên khi vận chuyển nó sẽ bị bung đó. Thì khó đóng keo kỹ lại chút xíu nữa. Kiểm tra số lượng nhé. Báo mấy cái quê này. Đây. 2V11. 2V10. Cũng hàng từ lát đến lát rồi nè. Chả cái gì kêu trong đây nữa. Khui thử xem cái này nó tình trạng làm sao. Mấy cái này không ra. Giống như bạn bên kia nữa. Cái nào tôi thường để riêng đây cái đó mà vẫn có bạn nói là sợ nhầm, sao nhầm được. Tôi đánh dấu đàng hoàng cái đó mà. Này, kiên 1 này. Kiên 2 này. Gãy gọng gì lung tung bê hết này. Cái nắp này bên trong xem như thế nào. Ốp vào như thế này. Keo dán. Mấy này bẩn quá, là hàng mới dồn lại. Cũng được thôi, không có đẹp lắm. Trên nước còn phải test này nữa. Cũng được, phải làm một cái thiết bị để test ra. Kiên 1, tại vì cái này V11 thì đánh dấu là 1 luôn. Kiên 2, V10 12, V11 12. Để khi mình nhận khu cái test ngay tại chỗ gọi là. Nó tập tái hơn. Tiếp tục. Cái này được thông báo là 1V11.
sai. Làm sai cái cọng nó sẽ 5 gọng, còn đây có 4 gọng thôi. Úp ở đâu rồi? Một bạn ở Hà Nội. Tiếp tục. Cái món này là món gì? V11 V15 nước vào. V15 là nước vào rồi. Bay mất cái nắp đậy luôn. Dưới gầm này cũng có nước nữa nè. Cái này mới là cái đáng để lưu ý nè. Cái này là bên vận chuyển họ đã lập biên bản, tại vì họ vận chuyển sao mà nước nó vào cái này. Giờ khui cái này thì cũng có video để gửi cho bên bưu cục luôn. Họ lập biên bản xác nhận nước vào hàng. Tôi nghĩ chắc vào không nhiều, bởi vì còn có chỗ khô, chỗ ướt, chỗ khô. Không biết con trong này họ viết những gì trong đây nữa. Sau bưu cục này vận chuyển cả hàng ướt với hàng khô đi chung với nhau. Cái này chắc có lẽ là người gửi họ không khai báo nên bị dính tình trạng này. Bưu cục bị suy chuyển, chảy nước thấm ướt vỏ bọc ảnh hưởng đến bưu kiện khác à, đi chung túi. Nhận túi 4 chuyến thư. Cái này bưu cục khu vực Hà Nội à, Chợ Kênh à. Hàng này là hàng điện tử, làm gì có chuyện nước ở đâu thấm sang chứ, lần này không có nước đâu. Văn bản nguyên đây nhé. Có người nhân viên lập biên bản nè, nhân viên khu vực kiểm tra gì nè, nội tỉnh nè, Chợ Kênh, không biết Chợ Kênh ở đâu. Rồi, giờ tôi kiểm khui bung gói hàng này. Bung gói hàng này để kiểm tra xem nó ướt như thế nào. Ướt này là ướt ngược từ bưu phẩm khác sang đây, chứ cục này không hề có nước đâu, hàng điện mà ai mà có nước ở trên đây. Như bưu cục lập biên bản cho cái này hơi oan cho cái món hàng này á. À, họ phát hiện ra nước xong rồi vào phần mình nữa hả? Trời ơi. Nước nóng thì sao á? Không biết là cái khu như thế nào nữa, có cái kiểu ốc. Bác này ở đâu nhỉ? Bác ở đâu nhỉ? Bác này ở Hải Phòng, ở An Đồng, An Dương, Hải Phòng. Bác ngợn gì nè. Bên bưu cục họ làm sai này bác ơi, nên đơn hàng của bác nó bị nước vào. Nước bên nước ở chỗ nào? Bác là máy Arab mà. Bác nói là bác đã cắm nhầm điện. Ôi, không thể rút được rồi. Không kỹ quá. Cái gói khui nguyên trạng cái không đấy.
như vậy có cơ sở để khiếu kiện bên vận chuyển. Rồi. Máy của bác đã được người ta gãy mà không biết tháo mà. Gãy ở đây bác nhá. Gãy chỗ này nè, chảy hết ra luôn nè. Đưa nhầm chỗ rồi. Chờ tháo chính xác luôn cái máy này. Máy này của bác hàng fake chứ không phải hàng xịn nữa chứ. Fake mà điện 110. Hàng fake chính xác. Điện 120V. Một là cách đơn giản để phân biệt máy xịn hay máy dòm. Nhìn cái chân của cái con cảm biến nhiệt này, nó màu trắng. Đa số là hàng dòm. Còn con màu xịn nó sẽ có chân màu vàng, mạ vàng. Và những con những chi tiết nhựa này, nó làm nhìn không sắc sảo, nhìn dại lắm. Quá dại luôn. Để điện thoại nói chuyện lại với bác Nhuận này. Bác ở An Đông à? À rồi, cái con... Bác ở An Đồng, An Dương, Hải Phòng. Chung cư Hoàng Huy. Trời ơi, chỗ này nó dập dạp mấy cái hộp tháo cái kiểu gì. Lại lục giác chỗ này. Lục giác này không ra. Giờ tháo sơ ra một tí. Cái sợi dây này cũng muốn hư này bác này. Họ gãy. Họ gãy sợi dây này. Dây chuyệt ra rồi, nó bị nở ra, nó sẽ không rút ra hướng này được. Này, vết cạy này bác nè. Vết cạy đây nhiều lắm nè, vết cạy đây nữa nè. Máy không biết đường tháo mà cố gắng tháo nè. Bây giờ cái sợi dây này nó chắc, nó không có bị, nó không có nhẹ nhàng nữa. Rồi, chắc video xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị các bạn có máy hút bụi Dyson, máy uốn tóc, máy sấy Dyson bị hư, trở ngại hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 0903 745689. Tôi tên Thái. Địa chỉ là 125/49 Âu Dương Lân, phường 1, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh.